Cao Thiên Trang chỉ mời 80 khách dự đám cưới. Người mẫu Cao Thiên Trang cho biết cô và ông xã thống nhất hạn chế số lượng khách mời để đám cưới diễn ra riêng tư, ấm cúng. Cao Thiên Trang dự kiến tổ chức hôn lễ ngày 14 tháng 4 tại một khu nghỉ dưỡng ở Bình Dương. Cô đã gửi thiệp mời đến nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, chuyên gia trang điểm Đỗ Nam Trung, Hoa hậu Đặng Thu Thảo và dàn chân dài. Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc đến những người đặc biệt thân thiết, đã gắn bó với tôi thời gian dài, cô nói. Theo Cao Thiên Trang, tiệc cưới của cô sẽ diễn ra ngoài trời, trang trí tôn trắng. Cô khuyến khích khách mời nữ diện màu trắng. Khách mời nam mặc màu đen để phù hợp chủ đề của bữa tiệc. Người mẫu cho biết sau phần lễ, mọi người sẽ ăn uống, ca hát và tận hưởng buổi tối thăng hoa cùng cô dâu, chú rể. Vợ chồng tôi làm việc rất kỹ với bên tổ chức sự kiện, chăm chút không gian và thực đơn. Hai đứa đều mong ngày vui thật nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, khó quên, cô nói. Sau lễ cưới này, Cao Thiên Trang sẽ cùng chồng ra Bắc tổ chức tiệc hỷ bên nhà trai tại Hưng Yên. Gia đình chồng cô dự định đãi cổ kiểu truyền thống, mời 500 khách. Trước đó, Cao Thiên Trang làm lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, hôm 18 tháng 1. Các người đẹp Bùi Thị Xuân Hạnh, Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Bảo Ngọc và Cẩm Tiên đến mừng cáp giúp cô. Người mẫu nói quyết định đi tới hôn nhân với Đỗ Tiến sau 4 năm vì cảm thấy tình yêu chín mùi, giữa hai người có sự thấu hiểu. Cao Thiên Trang nhận lời cầu hôn của bạn trai hôm 7 tháng 1 sau kết thúc cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 tại Đà Lạt, vào top 5 chung cuộc. Giai đoạn hẹn hò, cô khá kín tiếng, hầu như không chia sẻ thông tin về chồng cũng như mối quan hệ tình cảm. Cao Thiên Trang sinh năm 1993, quê thành phố Hồ Chí Minh, từng đoạt Á quân Việt Nam Snet Top Model 2012. Cô cao 1,76m, số đo 3 vòng lần lượt là 86, 67, 97cm. 10 năm qua, cô hoạt động trong vai trò người mẫu. Từng là nàng thơ của nhiều nhà mốt trong nước. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.